Xin chào bác, đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay giới thiệu các bác mẫu xe đạp Coupe Vixen, một mẫu xe đạp địa hình leo núi được trang bị bộ đề chuyển động F-Ram X7, bánh 26 inch, giảm sóc đôi Epicon, khung nhôm Vixen nguyên bản, thương hiệu Coupe, thương hiệu rất là lớn từ Đức. Trang bị bộ khung nhôm Vixen nguyên bản 26 inch, như vòng phối lổ, sử dụng bộ đề của F-Ram X7 và thương hiệu như các bác chơi xe lâu năm thì cũng biết được là F-Ram X7 có thương hiệu phụ tùng đến từ Mỹ, được sử dụng rất nhiều ở những cái thị trường châu Âu. Đĩa trục giống của Vixen Vixen Effect này cũng là một thương hiệu phụ tùng đến từ Mỹ. Cái bộ giảm sóc hơi của Epicon song tua. Xe một tầng đĩa, đĩa in nhỏ để hỗ trợ cái việc leo đồi núi. Xe thuần leo núi. Cái vòng in nhỏ này nó đã hỗ trợ để khi đạp những cái đường bằng hay là những đường núi rồi. Nó chỉ cần một tầng đĩa có thể đi được mọi địa hình. Đi lông của chiếc xe thì chiếc xe cũng được trang bị bộ viên cong đủ đều, hỗ trợ con đẹp leo núi rất là tốt. Bộ giảm sóc bộ phanh dầu FLX của Shimano, tay bấm và đắt ra mức 7. Bây giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Một số bác hay hỏi về giá của các những cái chiếc xe em đưa lên, thì thứ nhất là các bác ấn mũi tên trỏ xuống thì ở phần tiêu đề em có công khai giá, hoặc là ở phần cuối video em sẽ nói giá và size của chiếc xe. Ngoài ra các bác ấn đăng ký cộng ấn chuông, chọn tất cả để theo dõi các cái xe em sẽ đăng lên trên kênh trong thời gian tới. Size xe đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 40 cm, rồi khóa yên tới tâm cổ phốt là 56 cm. Xe còn các bác đi từ khoảng 1m60 đến khoảng 1m70. Thì bộ lip 9 tầng. Và em vừa giới thiệu các bác một mẫu xe Coupe đến từ Đức, một mẫu xe thuần leo núi cho các bác hay đi đồi núi ở những cái địa hình lo gập ghềnh. Thì chiếc xe này hỗ trợ đi rất là tốt và đang bán tại cửa hàng em mức giá là 10.800.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết tiền 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975 709 943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình, chọn nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.